Hello, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Anh cùng Miss Thamilis nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học Unit 7, Our Timetable. Ở bài này chúng ta sẽ học một số từ vựng mới cho cô ha các bạn. Đầu tiên là môn tiếng Việt, Vietnamese, English, Math, Music, Science, History and Geography, Art. Chúng ta cùng đọc lại cho cô này. Vietnamese, English, Math, Music, Science, History and Geography, Art. Rồi bây giờ chúng ta có cấu trúc. Hỏi và trả lời xem hôm nay bạn có môn học gì thì chúng ta sẽ hỏi cho cô là What subjects do you have today? I have cộng với tên môn học. Ví dụ, What subject do you have today? Hôm nay bạn có những môn học gì? I have math and music. Mình có môn toán và môn âm nhạc. Khi bạn muốn hỏi xem bạn thích môn học, bạn muốn học nào, môn vào thứ mấy thì chúng ta sẽ hỏi cho cô là When do you have cộng với tên môn học. Ví dụ, câu trả lời là I have it on cộng với ngay trong tuần. Khi nào bạn có môn tiếng Anh thì chúng ta sẽ hỏi cho cô là When do you have English? It, I have it. À, chỗ này là bị lỗi chữ I ha bạn. On Mondays and Friday. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào nội dung của bài học cho cô ha. Ở bài này chúng ta sẽ ôm lại cho cô một số từ vựng lesson 1. Mình sẽ cùng share các một từ số từ vựng mới ha các bạn. Rồi các bạn cùng nghe máy cho cô ha. Art, English, History and Geography, Maths, Music, Science, Subject, Vietnamese. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang cho cô phần nội dung của bài học. Rồi ở bài này chúng ta sẽ học cho cô Lesson 1 có 6 phần. Bây giờ chúng ta di chuyển sang phần đầu tiên. Ở phần đầu các em sẽ 1. Look, listen and repeat. Rồi các bạn sẽ nghe nội dung của bài trước ha các bạn. Unit 7, Our Timetables, page 50, lesson 1, activity 1, look, listen, and repeat. A. What time do you have class today, Ming? At 8, Mum. B. What subjects do you have today? I have English and Maths. Rồi đầu tiên là người mẹ hỏi bạn Minh là gì các bạn? Đây là cuộc nói chuyện giữa mẹ Minh và Minh. Đầu tiên là người mẹ sẽ hỏi cho cô là What time do you have class today, Minh? What time do you have class today, Minh? Minh mấy giờ con đi học thì bạn Minh trả lời là Eight, Mom. Ừ, và lúc 8 giờ mẹ ạ. Rồi bà mẹ mới hỏi là What subjects do you have today? What subjects do you have today? Hôm nay con học những môn học gì thì bạn mới trả lời là I have English and Maths. I have English and Maths. Hôm nay cũng có môn tiếng Anh và môn toán. Rồi ở phần 2 các bạn sẽ 2. Listen, point and set. Vietnamese, English, Math, Science. Chúng ta di chuyển sang phần hỏi và trả lời. Để hỏi hôm nay What subjects do you have today? I have Vietnamese. À, hôm nay bạn có môn học gì? Mình có môn tiếng Việt. Tương tự như vậy bước trên bi. What subjects do you have today? I have English. What subjects do you have today? I have Maths.
What subjects do you have today? I have science. 3. Let's talk. Rồi chúng ta sẽ xem bạn Bill và bạn Linh đang cầm những môn học và bạn ấy hỏi là hôm nay bạn có môn học gì? Bức tranh đầu tiên. What subject do you have today? I have English. Còn bức tranh số 2 sẽ là What subject do you have today? I have math. Và bức tranh số 3 sẽ là What subject do you have today? I have Vietnamese. Và cuối cùng là What subject do you have today? I have science. Rồi bây giờ các bạn sẽ di chuyển sang cho cô phần tiếp theo. 4. Listen and take all cross. Rồi chúng ta sẽ nghe và đánh giá tiếp theo cho cô đúng hay là sai các bạn. Page 51. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick or cross. 1. What subjects do you have today? I have Vietnamese. Như vậy là I have Vietnamese. Còn number 2. 2. What subjects do you have today? I have science. Như vậy là rock. Thì cho cô sẽ là 3. What subjects do you have today? I have maths. What subject do you have today? I have maths. Câu tiếp theo sẽ là 4. What subjects do you have today? I have English. Như vậy là English là sai cho nên đoán cho cô là rock. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào màn hình và xem cho cô vì sao bạn mình chọn đánh dấu tích là đúng ha. Đây là nội dung của bài ha các bạn. What subject do you have today? I have Vietnamese. Đúng cho nên đánh dấu tích. Tương tự như vậy câu 2 sẽ là I have science. Sai thì đánh dấu ít. Tương tự như vậy câu số 3 là I have Math là môn toán đúng, cho nên đánh dấu tick. Và cuối cùng sẽ là English mà ở trong này là môn khoa học, cho nên nó sai, cho nên đánh dấu X. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển sang cho cô phần 5, nhìn, đọc và hoàn thành cho cô ha. Bức tranh đầu tiên, What subject do you have today? I have Vietnamese. Tương tự như vậy, What subject do you have today? I have Math. What subject do you have today? I have English and Science. What subject do you have today? I have English and Maths. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại cho cô ha. What subject do you have today? I have Vietnamese. 2. What subject do you have today? I have Maths. 3. What subject do you have today? I have English and Science. What subject do you have today? I have English and Math. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang cho lesson 2. Các bạn hãy 1. Look, listen and repeat. Đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Nam và bạn Lucy. Rồi chúng ta cùng nghe ha. What subjects do you have today? I have Vietnamese and science. When do you have maths? I have it on Mondays and Fridays. What subjects do you have today? What subject do you have today? Bạn Minh hỏi, bạn Nam hỏi hôm nay bạn có những môn học gì? Thì bạn Lucy trả lời I have Vietnamese and science. I have Vietnamese and science. Mình có môn tiếng Việt và môn khoa học. Tương tự như vậy câu B. When do you have maths? When do you have maths? Khi nào bạn có môn toán? Thì bạn Lucy trả lời là I have it on Mondays and Fridays. Mình có môn toán vào thứ hai và thứ sáu. Rồi di chuyển sang cho cô phần tiếp theo, phần 2. 2. Listen, point and say. Nghe chỉ tay và nói cho cô ha. Art, Monday. Music, Wednesday. History and Geography,
Tuesday, Friday. English, Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Rồi chúng ta di chuyển sang phần hỏi và trả lời. Ở bức tranh em, một bạn sẽ hỏi When do you have art? Khi nào bạn có môn mỹ thuật? Và bạn kia sẽ trả lời là I have it on Monday. When do you have art? I have it on Mondays. Tương tự như vậy bức tranh B. When do you have music? I have it on Wednesdays. C. When do you have history and geography? I have it on Tuesdays and Fridays. When do you have history and geography? I have it on Tuesday and Friday. When do you have English? I have it on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. Rồi chúng ta di chuyển sang câu phần tiếp theo. 3. Let's talk. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vào cái bảng này và nói cho cô ha. Đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Mai và bạn Bill. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh đầu tiên. Chúng ta sẽ hỏi cho cô là khi nào bạn có môn mỹ thuật? When do you have art? I have it. Môn mỹ thuật là vào ngày thứ Thursday và thứ năm hay các bạn. Tương tự như vậy, bức tranh số 2. When do you have music? Khi nào bạn có môn âm nhạc? I have it on Tuesday. Rồi tương tự như vậy, câu tiếp theo sẽ là When do you have history and geography? I have it on Wednesday and Friday. Khi nào bạn có môn lịch sử và địa lý? Mình có môn lịch sử và địa lý vào ngày thứ tư và thứ sáu. Rồi bức tranh cuối cùng là When do you have English? I have it on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. 4. Listen and tick. Nghe và đánh dấu tích vào cho cô các bạn. Câu số 1. 1. When do you have music? I have it on Tuesdays. Tuesdays? Yes, on Tuesdays. Như vậy là câu đầu tiên sẽ là vào ngày thứ Monday, Tuesday. Rồi, thứ ba hả các bạn? Tương tự như vậy, câu 2. 2. What subjects do you have today? I have English and art. When do you have science? I have it on Wednesdays and Fridays. Như vậy là sẽ điền cho cô câu. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe lại nội dung của bài nghe ha các bạn. Ở đầu tiên là đây là cuộc nói chuyện giữa bạn A và bạn B. Bạn A hỏi là When do you have music? Khi nào bạn có môn âm nhạc thì bạn B chỉ trả lời là I have it on Tuesday. Mình có môn âm nhạc vào ngày thứ ba, tương tự như vậy. Bạn A hỏi là Tuesday thứ ba hả? Yes, on Tuesday. Đúng rồi, vào ngày thứ ba, tương tự như vậy. Câu number 2. Bạn này hỏi là What subject do you have today? Hôm nay bạn có những môn học gì? I have it English and art. Mình có môn tiếng Anh và mỹ thuật. When do you have science? Khi nào bạn có môn khoa học? I have it on Wednesday and Friday. Đó là lý do chúng ta sẽ chọn vào bức tranh B ha các bạn. Rồi chúng ta di chuyển sang câu phần tiếp theo. 5. Look, complete and read. Ở phần này chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh, đọc và hoàn thành cho cô ha. What day is it today? It's Tuesday. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ ba. What subject? Như vậy là đưa cho cô chữ what. Và tiếp theo sẽ là I have Vietnamese and math. Do you have science today? Hôm nay bạn có môn khoa học không? No, I don't. When do you have science? I have it on Thursday and Friday. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài 5. Bây giờ chúng ta di chuyển sang cho cô phần tiếp theo. Let's sing. 6. Let's sing. Page 53. Lesson 2. Activity 6. Let's sing.
What subjects do you have today? What subjects do you have today? Vietnamese, maths and science. What subjects do you have today? Vietnamese, science and maths. When do you have maths? I have maths every school day. Every school day. Rồi chúng ta di chuyển sang cho cô lesson 3. 1. Listen and repeat. Rồi các bạn sẽ nghe và đọc lại cho cô ha. Vietnamese. When do you have Vietnamese? Science. We have science today. Is Vietnamese. When do you have Vietnamese? Khi nào bạn có môn tiếng Việt? Science. We have science on Tuesday. 2. Listen and circle. Nghe và thanh con cho cô một câu trả lời. 1. Đúng không? When do you have science? 2. They have Vietnamese today. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cho cô ha. When do you have science? They have Vietnamese today. Rồi, bây giờ chúng ta di chuyển sang cho cô phần tiếp theo là let's. 3. Let's chant. Science. Science. When do you have science? I have science today. I have science today. Vietnamese, Vietnamese. When do you have Vietnamese? We have Vietnamese today. We have Vietnamese today. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển sang cho cô bài 4. 4. Read and circle. Đọc và khăn tròn. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc cho cô này. My name is Ninh. I go to school from Monday to Friday. I have Vietnamese and math every school day. I have English on Monday, Tuesday and Fridays. I have science on Wednesday and Thursday. I have music on Tuesday. I like music very much. Câu đầu tiên người ta hỏi là bạn mình có cái gì mỗi ngày. Như vậy là chúng ta sẽ nói cho cô là có môn toán và môn tiếng Việt. Như vậy là câu số 1 sẽ điền cho cô là B. Tương tự như vậy, he has English on Monday. Anh ta có môn tiếng Anh vào ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 6. Như vậy sẽ điền cho cô là A. He has music on Tuesday. Anh ta có môn âm nhạc vào ngày thứ 3. He likes music very much. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem đáp án. Vì sao mình biết đáp án là đúng mà. Chúng ta gạch chân cái từ cần thiết ở trong bài. Tôi có tiếng Việt và toán mỗi ngày, như vậy là Vietnamese. Tôi có môn tiếng Anh, như vậy là ở dòng số 2 chúng ta thấy ha, có môn tiếng Anh vào ngày thứ 5 và thứ 6, 2, 5, 6. Và môn tiếng Việt thì chúng ta thấy là có vào ngày thứ 3, à, môn âm nhạc chứ. Và môn mình thích âm nhạc rất là nhiều luôn ha các bạn. Rồi chúng ta di chuyển sang cho cô phần 5. Ở bài này các bạn sẽ viết với bản thân mình. Mình tên, ví dụ cô tên là Thắm thì cô viết là My name is Thắm. I go to school from Monday to Friday. I have five. Hôm nay tôi có 5 môn học. 5 subject. I have math, on Monday I have English, on Tuesday I like English very much.
Ví dụ như hôm nay mình nói mình có môn, mình có thể đổi cho cô là môn Vietnamese đi ha. Rồi bây giờ các em cùng đọc lại với cô một lần nữa nè. My name is Thắm. I go to school from Monday to Friday. I have Vietnamese today. I have math on Monday. I have English on Tuesday. I like English very much. Rồi như vậy là chúng ta đã vừa học xong tiếng Anh lớp 4 Unit 7. Cảm ơn các em đã lắng nghe nha. See you next time. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mấy Thắm nha. Goodbye.